vị lai có tướng vị lai, cho nên có thời. Nội viết, nếu vậy là tất cả hiện tại. Nếu ba thời có tự tướng thì nay đều phải là hiện tại. Nếu vị lai là không, nếu có không gọi vị lai mà phải gọi là dĩ lai, cho nên nghĩa này không đúng. Ngoại viết, vì quá khứ, vị lai hành tự tướng nên không có lỗi. Thời quá khứ, thời vị lai không hành tướng hiện tại, thời quá khứ hành tướng quá khứ, thời vị lai hành tướng vị lai. Vì tên gọi này hành tự tướng nên không có lỗi. Nội viết, quá khứ chẳng phải quá khứ. Nếu quá khứ là quá khứ thì không gọi là quá khứ. Vì sao? Vì lìa tự tướng, như lửa bỏ đi sự nóng thì không gọi là lửa, vì xa lìa tự tướng. Nếu quá khứ không phải là quá khứ thì nay không nên nói thời quá khứ hành tướng quá khứ. Vị Lai cũng phá trừ như vậy. Cho nên thời, pháp không thật có, chỉ có ngôn thuyết ngoại viết, thật có phương vì có tướng thường, chỗ mặt trời hợp lại là tướng phương. Như kinh tôi nói, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại. Chỗ mặt trời sáng sớm hợp lại gọi là phương đông, các phương khác như vậy tùy theo mặt trời mà gọi. Nội viết, không đúng, vì phương đông không phải là chỗ bắt đầu mặt trời mọc. Mặt trời đi từ bốn thiên hạ, nhiễu quanh núi Tu Di. Mặt trời ở trong cõi quốc đơn Việt, mặt trời mọc ở Phất Vu Đãi, người Phất vu đãi dùng làm phương đông. Mặt trời trong cõi phất vu đãi, mọc ở cõi Diêm Phù Đề, người cõi Diêm Phù Đề lấy làm phương đông. Trong cõi Diêm Phù Đề, mặt trời mọc ở Câu Gia Ni, người cõi Câu Gia Ni lấy làm phương đông. Trong cõi Câu Gia Ni, mặt trời mọc ở Quốc Đơn Việt, người cõi Quốc Đơn Việt lấy làm phương đông. Như vậy là có phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc. Lại nữa, chỗ mặt trời không hội tụ thì trong đó không có phương hướng, vì là vô tướng lại nữa, vì không nhất định nên ở đó không lấy làm phương Đông, ở chỗ kia không lấy làm phương Tây, cho nên phương hướng không thật có. Ngoại viết, không đúng. Vì một thiên hạ mà nói tướng phương này, chẳng phải là đều nói, cho nên phương Đông không phải là không đi qua lúc ban đầu. Nội viết, nếu vậy thì có ranh giới. Nếu mặt trời trước hợp lại một chỗ, đó gọi là phương Đông thì các phương đều có ranh giới, vì có biên giới nên có phần, vì có phần nên vô thường, cho nên nói là có phần, kỳ thật là không có phương. Ngoại viết, tuy vi trần không thường hiện bày khắp nhưng có sự thường không hiện bày khắp, vì có tướng quả này. Người đời hoặc thấy quả biết có nhân, hoặc thấy nhân biết có quả, như thấy sự nảy mầm biết có hạt giống. Pháp thế giới thấy các vật sinh, vì trước nhỏ sau to nên có thể biết hai vi trần làm quả đầu tiên, dùng một vi trần làm nhân, cho nên có vi trần, tròn mà thường, vì không có nhân nội viết hai vi trần chẳng phải tất cả thân hợp lại vì quả không tròn lúc sinh quả các vi trần chẳng phải tất cả thân hợp lại vì sao vì quả hai vi trần mắt không thấy tròn nếu vi trần thân do tất cả hợp lại là quả hai vi trần cũng phải tròn lại nữa nếu tất cả hợp lại thân thì hai ấy cũng cùng hoại nếu vi trần hợp lại nặng thì quả cao nếu hợp lại nhiều thì quả lớn vì một phần hợp lại nên vi trần có phần vì có phần nên vô thường lại nữa vi trần vô thường vì khác biệt với hư không nếu có vi trần thì sẽ khác biệt với hư không cho nên vi trần có phần vì có phần nên vô thường lại nữa vì khác với sắc nếu vi trần là có thì phải có phần như sắc vị cho nên vi trần có phần vì có phần nên vô thường lại nữa có hình là pháp có tướng nếu vi trần có hình thì phải có dài ngắn tròn vuông. Cho nên vi trần có phần, vì có phần nên vô thường, vì vô thường nên không có vi trần. Ngoại viết, có pháp Niết Bàn là thường, không có phiền não, vì Niết Bàn không khác. Các phiền não như ái, vĩnh viễn dứt sạch, đó gọi là Niết Bàn. Có phiền não thì có sinh tử, vì không có phiền não nên vĩnh viễn không có sinh tử, cho nên Niết Bàn là thường. Nội viết, không đúng, vì pháp tác Niết Bàn. Nhờ nhân tu đạo nên không có các phiền não, nếu không phiền não, đó là Niết Bàn, Niết Bàn tức là Pháp Tác, vì Pháp Tác nên vô thường. Lại nữa, nếu không phiền não, đó gọi là không sở hữu. Nếu Niết Bàn không khác với không phiền não thì không có Niết Bàn. Ngoại viết, vì tác nhân. Niết Bàn là tác nhân của không phiền não. Nội viết, không đúng, vì chủ thể phá chẳng phải là phá. Nếu Niết Bàn có thể là giải thoát thì chẳng phải giải thoát. Lại nữa, lúc chưa dứt hết phiền não thì không có niết bàn. Vì sao? Vì không có quả nên không có nhân. Ngoại viết, không có quả phiền não. Niết bàn này chẳng phải là không phiền não, cũng chẳng phải không có nhân phiền não là không có quả phiền não, cho nên chẳng phải không có niết bàn. Nội viết, phượt, ràng buộc, có thể phượt và phương tiện khác nhau, đó là không có dụng. Phượt gọi là phiền não và nghiệp, có thể phượt gọi là chúng sinh, phương tiện gọi là tám thánh đạo, vì dùng đạo để mở trói nên chúng sinh được giải thoát. Nếu có niết bàn thì ba pháp này khác nhau, tức không chỗ dùng. Lại nữa, không phiền não gọi là vô sở hữu, vô sở hữu không gọi là nhân. Ngoại viết, có niết bàn, là hoặc không có, hoặc ba việc vô xứ, phượt, buộc, có thể phượt, phương tiện, đó gọi là niết bàn. Nội viết, chỗ lo sợ vì sao có thể nhiễm vì vô thường tai họa nên người trí đối với pháp hữu vi luôn trừ bỏ để được ly dục. Nếu Niết Bàn không có các tình và các việc của ái dục thì Niết Bàn đối với pháp hữu vi là chỗ rất đáng sợ. Vì sao tâm ông nhiễm? Niết Bàn là xa lìa tất cả sự vướng mắc, diệt tất cả sự nhớ nghĩ, chẳng có chẳng không, chẳng phải vật chẳng phải phi vật. Ví như đèn tắt thì không thể luận nói. Ngoại viết, ai được Niết Bàn? Niết Bàn này người nào đắc? Nội viết, không đắc niết bàn. Trước tôi nói như đèn tắt, không thể nói đi ngã đông, đi phương Tây, Nam, Bắc, bốn phương, trên, dưới. Niết bàn cũng vậy, tất cả ngôn thuyết đều diệt, không thể luận thuyết, là không sở hữu. Ai là người đắc? Giả như có niết bàn cũng không người đắc. Nếu thần đắc niết bàn thì vì thần là thường là hiện bày khắp nên không đắc niết bàn, năm ấm cũng không đắc niết bàn. Vì sao? Vì năm ấm vô thường vì năm ấm sinh diệt. Niết bàn như vậy phải thuộc về ai? Nếu nói đắc niết bàn là trong thế gian mà nói,